Sáng ngày 2 tháng 12 tại trường tiểu học Vĩnh Khê, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều đã tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp cơ sở năm học 2013-2014. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm nay có 280 giáo viên dự thi. Mỗi giáo viên dự thi phải trải qua 3 phần thi là bài thi lý thuyết, thực hành giảng dạy 2 tiết, viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc giải pháp khoa học sư phạm ứng dụng. Hội thi giáo viên dạy giỏi là hoạt động chuyên môn định kỳ, được tổ chức 2 năm một lần. Hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho giáo viên mà còn là dịp để các thầy cô giao lưu học hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt tại các nhà trường. Hội thi còn là một trong những căn cứ để ngành giáo dục và đào tạo đánh giá thực trạng, chất lượng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở huyện Đông Triều sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2013.